Rồi, hai xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày sáng chủ nhật ha, một ngày sáng cuối tuần. Thì mình sẽ tiến hành mình lựa 20 em cọp cho một anh trai ở Đồng Tháp rồi các bạn. Mình đang rút bớt nước để mình có thể dễ dàng mình bắt cá hơn ha. Đây. Thì trong đây chắc còn tầm cỡ khoảng hơn 30 em. Thì mình sẽ lựa 20 em mình quay clip giao cho anh khách ở Đồng Tháp. Nếu anh ok cái lô cá thì mình sẽ tiến hành ra xe gửi ha các bạn. Rồi. Chờ một xíu mình lựa xong mình sẽ quay cho các bạn xem cái thao 20 con nhé. Rồi, và đây là cái 20 con cá mà mình đã lựa ra ha. Để mình bắt đầu mình quay clip mình gửi cho anh ở Đồng Tháp. Nếu mà anh ưng cái lô cá như thế này thì mình sẽ đóng bao, đóng oxy và ra nhà xe gửi cho anh ha. Thì cá giao, quay clip cá như thế nào, số lượng cá bao nhiêu thì giao sẽ y chang như vậy, không khác một con nào nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.